Chúng tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn cách thức các bạn vào số dư các tài khoản và số dư công nợ cũng như số dư hàng hóa vật tư và công cụ dụng cụ. Bắt đầu chúng ta sẽ vào bằng cách nào? Vào khai báo số dư ban đầu. Ở đây chúng ta đầu tiên là chúng ta có tài khoản, vật tư hàng hóa, công nợ và công cụ dụng cụ. Phần đầu tiên chúng ta sẽ vào là phần tài sản, tài khoản. Thế thì ở đây các bạn nhìn thấy là cái danh mục cái dòng trên cùng là dòng autofilter, dòng lọc nhá, chúng ta không nhập vào đây các bạn nhá. Các bạn nhập đây rồi các bạn gõ tiền vào, đến lúc các bạn cứ lại có hỏi chúng tôi là tại sao không lưu được. Nó là ở bên dưới này này, các bạn dòng thứ hai này này nhá. Cái dòng thứ hai này các bạn xem ở chỗ này. Chúng ta ví dụ chúng ta vào số dư của tài khoản 111, chúng ta đánh vào đây ví dụ 2 triệu 200 nghìn. Thì ở đây là chúng ta có dư nợ rồi. Sau đấy đến chúng ta đến tài khoản 112. Ví dụ chúng ta dư ngân hàng thứ nhất là 120.000 152.200 đồng thì chúng ta nhìn thấy là phải chọn là số dư tài khoản MB chẳng hạn. Đấy. Sau ở tài khoản ngân hàng khác lại dư tiếp, ví dụ như 1 triệu. Thì các bạn sẽ phải chọn hai dòng đấy, khai báo như thế này nó tổng lại tiền cho các bạn nhé. Cái thứ ba là số dư đối với các cái doanh nghiệp mà thi công công trình ở đây 154. Chúng ta sẽ chọn ví dụ thi công công trình nó là dở dang của công trình thứ nhất là 50 triệu. Các bạn khai báo vào đây khoản mục đối tượng chi phí ở đây. Chúng ta chỉ cần chọn cái này, cái 154 này từng công trình không có cụ thể một cái khoản mục chi phí nào các bạn nhé. Các bạn làm công trình các bạn biết không có 154 nào mà người ta lại đi theo dõi theo từng khoản mục chi phí. Nó quá là mất công. Trong khi không ai có thể bóc được ở trong cái dở dang đấy là có bao nhiêu chi phí thì nào, đúng không? Các bạn chọn đây công trình ví dụ thế. Đấy là dư dở dang công trình các bạn nhé. Cái phần thứ ba mà tôi muốn nói ở đây là phần công nợ. Các bạn sẽ không đánh được tiền vào cái những cái ô này. Riêng đối với cái tài khoản công nợ, các bạn phải vào phần công nợ thì nó sẽ tự động chuyển sang đây. Nhưng mà tôi nói tiếp cho các bạn về cái tài khoản 152. Ví dụ đối với tài khoản 152 thì có nhiều người sẽ thắc mắc với tôi là tại sao chúng tôi vào bên kho rồi mà lại không tự động tổng hợp sang đây. Xin thưa các bạn rằng rất nhiều doanh nghiệp theo dõi tài khoản 152 mà không theo dõi kho. Họ vẫn hạch toán vào tài khoản 152 nhưng không theo dõi nhập xuất tồn. Và điều này sẽ ngăn cản cái việc các bạn vào số liệu. Khi các bạn lại không có số liệu tồn kho mà không biết loại vật tư gì mà các bạn cứ phải vào thì các bạn sẽ không vào được ở đây. Như vậy ở đây các bạn nếu các bạn theo dõi tồn kho, các bạn vào số dư đầu kỳ các vật tư hàng hóa, sau đấy tổng số tiền bao nhiêu ở trên bảng cân đối phát sinh các bạn đánh vào đây là tổng số tiền ví dụ là 200 triệu. Đấy, 156 tương tự như thế các bạn nhé. Một số các cái tài khoản chúng tôi cần lưu ý thì tôi sẽ hướng dẫn ở đây cho cụ thể cho các bạn. Tính chất của các tài khoản nó cũng không có gì là khó. Một số cái thì ở đây chỉ có cái là công nợ này. Ví dụ như tài sản cố định, các bạn cũng nhập tổng ở đây. Ví dụ nhà cửa vật kiến trúc, nó là tổng tài sản ở đây. Nhiều người theo dõi chi tiết hơn thì sẽ tự mở cái tài khoản 1, 2, 1, 1 này là theo từng tài khoản. Theo từng cái loại tài sản đấy. Ví dụ như nhà cửa vật kiến trúc, máy móc thiết bị, phương tiện vận tải chẳng hạn, thì các bạn sẽ khai báo ở đây và bên phần tài sản các bạn vẫn khai báo bình thường chứ không phải là các bạn khai báo bên phần tài sản nó lại nhảy sang đây. Có những đơn vị người ta, rất nhiều đơn vị người ta không theo dõi phần tài sản trên phần mềm cũng vì một lý do nào đấy, hoặc là họ sử dụng cái phần mềm cũ nó không phù hợp, hoặc là người ta sử dụng cái phần mềm mà nó không tính khấu hao theo, hoặc là không theo dõi tài sản không theo ý của khách hàng. Như vậy thì cái phần tài sản sẽ không được theo dõi trong phần mềm và các bạn cứ bắt buộc phải khai báo bên phần tài sản này nó mới sang đây, thì là nó tự nhiên nó khóa cứng các bạn lại, các bạn không muốn theo dõi các bạn lại không vào được ở đây. Nên là chúng ta sẽ có một số các cái linh động ở đây và các bạn lưu ý tôi sẽ đã giải thích rất rõ cho các bạn rồi. Sau khi chúng ta nhập xong cái phần này, ví dụ tôi xóa dòng này đi, kích chuột phải vào cái dòng này, chúng tôi chọn xóa là xóa được dòng nhá. Chúng ta chọn lưu này. Tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn tiếp các bạn vào phần khai báo công cụ dụng cụ, khai báo công công nợ.
Thế thì ở đây phần khai báo công nợ là như nào? Các bạn chọn tài khoản này. Nó sẽ tự động đưa lên hết đây tất cả các khách hàng cho các bạn. Rồi chúng ta chọn ví dụ như ông này là dư nợ 20 triệu. Để lấy ví dụ cho các bạn biết là nó chuyển sang cái số dư đầu kỳ tài khoản này như nào. Nguyên tắc chúng ta là chúng ta sẽ phải ví dụ các bạn đánh 20 triệu và ông này 15 triệu. Các bạn chọn lưu. Ok, các bạn sang đây chúng ta chọn refresh. Các bạn nhìn thấy số tiền ở đây sẽ được tổng cộng sang ở đây. Các bạn chỗ này các bạn không 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 gõ được nhé. Nó sẽ tự động chuyển sang. Đối với kế toán thì công nợ và tài khoản lúc nào cũng phải khớp nhau.